Hello, xin chào các bạn đã trở lại với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ làm clip đi tìm ong ruồi các bạn ạ. Đây. Cái tìm ong ruồi mùa này mình cũng thấy người dân ở trong bản mình ý, họ đi tìm hôm qua thì cũng được mấy tổ đấy các bạn ạ. Đây, hôm nay mình sẽ lên rừng để đi tìm ong ruồi. Rồi các bạn theo chân mình nhé. Ong ruồi thì thường nó ở những bụi thấp thôi các bạn ạ. Những bụi như này này. Bụi rậm rậm ấy. Nó thường ở đấy thôi. Chưa thấy tổ nào các bạn ạ. Tìm khoảng 20 phút rồi. Đây, ong ruồi thường thường là nó hay ở cái bụi chó đẻ như này, cây chó đẻ ấy. Đây, mình sẽ đi tìm nhé. Thấm tổ các bạn ạ. Đây. Đây rồi. Đi. Có lắm. Ok. Chúng ta sẽ lấy nha các bạn nhé. Cái tổ to đấy các bạn ạ. Rồi chúng ta sẽ lấy tổ ong ruồi này nhé các bạn nhé. Mà hôm nay mình quên mang hương các bạn ạ. Nếu mà có hương đi đốt nó tạo khói thì nó bay ra. Hôm nay. Đây. To lắm. Biết có mệt không các bạn ạ. Đấy. Rồi chúng ta sẽ lấy nha các bạn nhé. Thank you.
bên đây nó đốt tai mình đau lắm. Giờ mình sẽ lấy cái cây này để đốt tạo khói để cho nó xay khói các bạn ạ. Con ong ruồi này tuy nhỏ nhưng mà đốt đau lắm, giờ sưng hết cả tai này. Hôm qua do trời mưa không đốt được các bạn ạ, không cháy. Đấy, khó lắm các bạn ạ, mình vừa kiếm được cái rẻ này. Cái rẻ này mình sẽ đốt tạo khói xong để cho nó xay khói các bạn ạ. Đây nó đốt mình ăn lắm. Rồi, ok. Cho khói vào đây. Đấy. Yeah. Lộ ra hết rồi các bạn ạ.
Rồi sắp được rồi các bạn ạ. À không nhanh là nó sẽ hút hết mật rồi. Rồi, mệt quá. Đây các bạn ơi, đây to lắm, đây nó say khói rồi đấy các bạn ạ, rồi nó mật nhiều lắm, đây trên này này, toàn mật, bây giờ ngon lắm, đây, rồi, ok, đây, gần thành công các bạn ạ, đây bây giờ nó không đốt rồi nhé các bạn nhé, mình cho khói vào, nó không đốt nữa. Xay khói hết rồi, bây giờ nó nhưng mà nó hút mật nhiều quá. Thôi mình lấy nhanh thôi. Đấy, xay khói nó không ra các bạn ăn, không đốt các bạn ạ. Phần trên này là nó tạo mật hết nhé các bạn nhé, cái phần này này tạo mật hết, còn ở dưới này thì có con non nó lại phấn. Rồi ok, rồi không bay chứ. Rồi rất ngon các bạn ạ, đây quá đẹp luôn. Ui mật nhiều lắm. Đây. Cái này phải tầm cân các bạn ạ. Tất tần tật đấy. Một cân đấy. Rồi. Đây, nhìn mê không các bạn ơi? Đấy.
Quá ngon luôn. Đây, mật hết này. Đây phần nhộng với lại phấn. Phấn thì không có các bạn ạ. Phấn ít thôi. Nhộng thôi, phần dưới này. Nhộng nhiều. À phấn đây, phấn ở trên này. Đây phấn này. Phấn ở khu này một tí. Rồi ok. Rồi ta sẽ đi tìm tiếp nhá. Khu này nó cũng rộng rộng, mình sẽ đi tìm tiếp. Rồi, tìm thêm được thêm tổ nữa các bạn ạ. Kìa, trên cái nứa chứ, che nứa này các bạn này, ở trên bụi này, đây. Nhưng mà tổ này hơi nhỏ hơn tổ lúc nãy, nhưng mà mình tiện rồi mình sẽ lấy thôi, nhỏ hơn một tí thôi. Rồi, ok. Tổ này là mình có kinh nghiệm hơn. Đây, nó hỏng một tí ở đây này. Hỏng ở đây một tí này. Có kinh nghiệm hơn thì lấy nhanh hơn các bạn ạ. Nhanh hơn. Tổ này ít mật các bạn ạ. Nó bé hơn. Bé hơn một tí thôi. Tổ này lấy nhanh. Nhanh hơn. Tổ này cũng nhiều mật nhưng mà nó tổ hơi nhỏ thôi. Ê, ngon chưa? Rồi, ok. Ra đi thôi. Đây, từ hai tổ. Khu này nhiều ong thật các bạn ạ. Rồi, mình sẽ đi tìm tiếp nữa nhá. Ôi giời, nhiều thật, sướng thật. Quá đã luôn. Rồi, ta tiếp tục đi tìm nhé các bạn nhé. Chắc khu này như sẽ có nhiều đấy. Để hai tổ rồi. Hoa quá đẹp luôn các bạn. Đây, đẹp lắm, màu tím.
Đây, quả này ăn được nhé các bạn nhé. Tuổi thơ là mình đi chân trâu thì thường ăn những quả này. Ngon lắm. Bây giờ chắc hết rồi các bạn ạ. Quay này không thấy rồi. Úi giời, ngon thế. Cái này nó ở thấp thấp như này này. Đây, một tổ nữa các bạn ạ. Đây. Nó thấp nhưng mà nó cạnh đường. Cạnh đường các bạn ạ. Đây. Cái đường người ta hay đi. Đây. Ở đây thôi. Đây, đây thôi chứ. Không lấy thì người khác sẽ lấy mất đấy. Thôi mình lấy thôi. Rồi, ok. Đã thật, sung sướng thật. Rồi.
Đây. Nếu mà mình tạo khói như này là nó không đốt đâu các bạn ạ. Đấy, rất nhanh. Nhanh như chớp luôn. Bây giờ. Đây mình lấy đây. Quá nhanh luôn. Đây. Tuyệt vời. Bây giờ. Tổ này mật nhiều phết các bạn ạ. Mật nhiều lắm. Nhiều hơn tổ thứ hai kia. Úi dồi ôi. Đây. Còn chưa. Tròn vo. Đây con mẹ nó đây. Nhiều lắm các bạn ạ. Quá nhiều luôn. Đây. Tuyệt vời. Đây, rất tuyệt vời các bạn ạ. Ba tổ. Ba tổ ong ruồi. Đấy, tổ to, hơi to này, nó chỉ to một ít thôi. Tổ này ong mình lấy đầu tiên là mình chưa biết lấy, chưa có kinh nghiệm. Lấy rất là lâu và bị đốt ba phát các bạn ạ. Còn tổ thứ hai thì rất nhanh, tổ thứ ba thì quá nhanh luôn. Đấy là mình đã có kinh nghiệm lấy ong ruồi các bạn ạ. Chúng ta phải tạo khói. Thế xong hơ vào cái tổ nó thì nó bị say khói thì nó không đốt nữa các bạn ạ. Đây. Quá ngon, tuyệt vời. Rồi, mình sẽ đi tìm chỗ khác thôi. Nếu mà có thì mình sẽ quay cho các bạn xem. Ở khu này thì chắc hết rồi, mình tìm hết rồi. Chỉ được 3 tổ thôi. Rồi, mình lấy được 3 tổ thì mình sẽ thưởng thức, phải thưởng thức các bạn nhỉ. Đấy. Thưởng thức. Đây mình sẽ thưởng thức thử một tổ này. Đây. Rồi, mình xin mời các bạn nhé. Rồi. Đây. Rất ngon các bạn. Ngon, ngọt. Và có vị hoa rừng ấy. Ngon hơn mật ong. Rồi. Thử thêm miếng nữa. Rất ngon các bạn. Đây, mình làm thử miếng nữa. Ngon lắm. Quá ngọt luôn. Rồi, ok. Phấn nó này. Có phấn được không? Đây phần này, phấn. Phấn ăn rất là ngọt. Đây. Rồi các bạn thấy video mình hay thì các bạn hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn like, chia sẻ để ủng hộ video mình nha. Rồi, ok. Xin chào các bạn.